Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Mình đang có mặt tại quốc lộ 32 và đây là phía trên kia là con đường trên cao, đường tàu điện trên cao. Điểm đầu là Nhổn và điểm cuối là ga Hà Nội. Thì đây là điểm ở Nhổn các bạn nhá. Các bạn có thể thấy là ga Nhổn ở kia kìa. Đó. Thì cái phần trên cao này, đường trên cao này các bạn có thể thấy rằng nó đã hoàn thiện gần như là hết rồi nhá. Bây giờ chỉ đợi cho có lẽ chỉ đợi phần hầm thôi. Và mình cũng đã thấy rằng các cái chuyến tàu đi thử đã chạy rồi. Đó, đây là điểm cuối, chúng ta cũng tiến tới điểm cuối để xem nhé. Đây, cái đoạn cua này là cua vào đến cái điểm lên của đầu tiên nhé. Đấy, nó có hình cong cong như là con chăn này. À, các cái phần đường trên cao là xong hết rồi, lan can các thứ làm xong xong hết rồi các bạn. Đó, đây là sẽ cua vào. Đấy, cua vào nhà ga đây. Đó, rất đẹp luôn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.